không hào nhoáng và phô diễn như những cuộc thi lướt sóng bình thường khác, giải lướt sóng Red Bull Cup diễn ra trong hai ngày vừa qua tại bờ biển Sydney, nước Úc đã tạo nên một cuộc thử thách cạnh tranh khốc liệt giữa những người tham gia khi họ phải liên tục đối mặt và trụ vững với một trong những con sóng lớn và mạnh nhất hành tinh. Russell Baker từ miền nam nước Úc là vận động viên cuối cùng còn trụ vững trong số 16 người tham gia giải đấu. Anh nhận được chiếc cúp danh giá hình một con tàu với ý nghĩa tôn vinh khả năng trụ vững trước những con sóng dữ của mình. vừa mới công bố lấy lại niềm tin của người hâm mộ trong làng thể thao chưa được bao lâu, làng điền kinh nga lại phải chuẩn bị hứng chịu tiếp một cuộc công kích của dư luận sắp tới. Sau khi kết quả kiểm tra hai cựu vô địch nữ cử tạ nữ của nga từ thế vận hội năm 2008 được công bố là dương tính với chất cấm. Vụ việc do cơ quan thông tấn TASS đưa ra vào hôm thứ ba vừa qua. Tuy chưa đưa ra cáo buộc hay hình thức xử phạt, thế nhưng phía TASS khẳng định huy chương của cả hai nhà vô địch là Vladimir Sanov và Nadezhda Estokina chắc chắn sẽ bị thu hồi.